Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Minh Thúy xin gửi đến quý vị tiết mục Thế cuộc xoay vần với chủ đề Ba nước, hai phe tại Biển Đông Trung Hoa. Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đến Nhật Bản và Trung Cộng đã làm sáng tỏ hơn vị thế chiến lược của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Cộng tại Biển Đông Trung Hoa. Nguy cơ xung đột quân sự trên Biển Đông Trung Hoa liên quan đến chủ quyền nhóm đảo Senkaku do người Nhật cai quản từ năm 1895 mà Bắc Kinh đòi chủ quyền với cái tên là Điếu Ngư. Chiến tranh toàn diện khó xảy ra mặc dù là Trung Cộng và Nhật Bản đều bồi đắp khả năng tấn công cũng như là phòng vệ. Phúc trình của năm 2014 về cân bằng quân sự do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố hồi tháng 2 đã ghi nhận là Trung Cộng có khoảng 2,3 triệu quân dưới cờ so với 247.000 của Nhật Bản, 2.500 chiến đấu cơ so với 630, 6.800 xe tăng so với 777, 66 tiềm thủy đỉnh so với 18, 122 tỷ Mỹ Kim ngân sách quốc phòng so với 51. Nhìn tổng quát thì Trung Cộng vượt xa về số lượng, nhưng phẩm thì thua kém nhiều vì thiếu kinh nghiệm tác chiến với cường quốc, mà đặc biệt nhất là trên biển. Huấn luyện và tinh thần binh sĩ vẫn còn là một câu hỏi lớn. Yếu kém về chỉ huy, kiểm soát và chiến thuật chống tiềm thủy đỉnh. Còn Nhật Bản thì có Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương với Hoa Kỳ từ năm 1960 đã được Hagel tái xác nhận là Mỹ có bổn phận tôn trọng, cam kết với Nhật Bản trước khi ông đến Bắc Kinh. Như thế là gây chiến với Nhật Bản thì Trung Cộng phải đương đầu với Hoa Kỳ, mà hiện nay đang có 50.000 quân đang đóng tại Okinawa, một vị trí rất gần Senkaku, với viễn ảnh là mất trắng về tham vọng quyền lực khu vực và thế giới. Do đó, Bắc Kinh đang áp dụng chiến thuật bất chiến tự nhiên thành trong binh pháp Tôn Tử. Bắc Kinh phải phái lực lượng bán quân sự thường xuyên hoạt động gần Senkaku để củng cố yêu sách chủ quyền nhằm đòi đàm phán song phương về tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên của Nhật Bản. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng tự kiềm chế để tránh va chạm do sự hiểu lầm. Phản ứng ngược lại đã thành hình trong khi Tokyo chuyển từ chiến lược phòng thủ sang tấn công, và với khả năng kỹ thuật tiên tiến, Nhật Bản dễ trở thành mối đe dọa cho Trung Cộng. Bắc Kinh sẽ khó mà chơi trò được ăn cả, ngã về không trên Biển Đông Trung Hoa.